sẽ là cái đống cục dàn và kèm theo giải mã anh em nhé. Thì với cọc số 01 anh em thì nhìn thấy ở đây hai cục đê lông anh em ạ. Con đê lông ở bên trên là con đê lông MX7700DV, một trong số những cái mã khá là cao cấp của thằng đê lông anh em nhé, một trong số những mã rất là cao cấp anh em ạ. Con này chơi MD tốt, chơi MD, đọc MD cực kỳ ngon, nhưng mà DVD và CD là kén đĩa rồi anh em nhé, rất là buồn. Đây là mình sẽ bán thành đi giá rẻ cho anh em. Con này kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX được, giải mã 24 bit chuẩn anh em nhé. Có giải mã 24 bit chuẩn nên thành ra chất âm cho ra thì khá là êm, đánh tốt cặp loa bass 25 cm. Cục dàn thì nặng gần chục cân luôn. Hôm nay có anh nào hỏi cái cục nhà còn cục nào chết CD mà ngon không, thì đây là một cái lựa chọn rất ok cho anh em nhé. Và nó có cả cổng kết nối PC interface, tức là cổng kết nối máy tính nhận để sao cạc anh em nhé, thành ra quả rời luôn. Bát chép thì có thể chỉnh trực tiếp trên mặt luôn anh em nhìn này, bát này, chép này, và chế độ direct nhưng mà đi chuyên nghiệp này, có chế độ super bát luôn anh em nhé, chỉnh super bát này. Đấy, FM đủ 108, nghe full đài Việt Nam anh em hiểu không? Công nghệ tích hợp thì siêu nhiều luôn, công nghệ tích hợp anh em thấy nhìn thấy ở đây, Dolby Digital này, DTS này, đúng không? Đấy, và có chế độ của CD này, PC interface này, đấy, MP3 các kiểu, đấy là tích hợp trên con này, phần lưới tản nhiệt rất là khét luôn anh em nhé. Phía sau, công suất con này thì cực kỳ lớn luôn, công suất là 70W và điện nguyên bản 100V, anh em nhìn thấy không? Đấy. Có thể config thành bộ dàn 5.1 đây này, một cái combo đây, config thành bộ dàn cái đoạn này là config thành 3.1, thêm hai loa nữa là sẽ là 5.1 anh em nhé. Cổng USB để kết nối máy tính nhận hình sao cạc này tương đương với sao cạc rời của tầm 5 củ, các cái đường in out để kết nối thiết bị bên ngoài, kẹp anten FM để phục vụ nghe đài. Và đây, kẹp loa, đánh loa từ 6 đến 16 ohm. Và gần như là đánh được gần hết tất cả các loa trên thị trường anh em nhé. Optical in để phục vụ em giải mã 24 bit. Đấy. Đây là những chức năng cơ bản con này, có cả chứng chỉ Kodak luôn anh em nhé. Và hiện tại cái mã này thì mình đang để cho anh em giá thành lý là bao nhiêu. Con này thì con hôm trước thì bán 1,5 triệu, nhưng con này thì nó đẹp hơn con hôm trước anh em nhé. Con hôm trước 1,5 triệu, thì con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em giá là 1,7 triệu anh em nhé. Con này đẹp hơn một chút. Đấy. Ok chưa anh em? Một con dàn VIP, con này mà CD chạy sẽ là 2,8 triệu anh em nhé. 2,8 triệu. Và hiện tại mình bán cho anh em là chỉ có 1,7 triệu thôi. Ok chưa? Tiếp đến bên dưới là một cái cục dàn rất là VIP của thằng Denon. Còn như hôm qua mình giới thiệu anh em rồi đúng không? Hình như video hôm qua hôm trước nữa nhỉ? Con này chính là cái cục Denon MX11 anh em nhé. Một trong số những cái phiên bản mà xuất châu Âu của thằng Denon. Con này mặt của nó thiết kế này, mịn căng luôn anh em nhé. Giảm thiểu nút đến mức tối giảm nhất có thể. Đấy. Màn hình sáng đẹp, chỉnh bát chép vẫn là chỉnh được trên mặt anh em nhé. Ít nút nhưng vẫn chỉnh bát chép trên mặt được. Đấy. Bát chép trên mặt, có chế độ direct nhưng mục đích chuyên nghiệp. Denon này thì nó gần như là chất âm cực kỳ ngon rồi anh em nhé. FM đủ 108, dò full đài Việt Nam anh em nhé. Chơi đĩa CD cực kỳ ngon, và dòng đĩa CD của mắt bọn này thì chạy mắt 213 cực kỳ lành luôn, bền vĩnh viễn với thời gian anh em nhé. Có cổng PC interface để cắm máy tính nhận để sao cạc. Đấy. Chơi sao cạc rời anh em nhé. Và con này nó sẽ được bỏ cái cổng MD ở đây đi rồi. Tại vì châu Âu nó không chơi MD, không bỏ MD đi luôn. Kết nối điện thoại máy tính qua cổng AUX anh em nhé. Và giải mã của con này thì giải mã qua cổng USB để kết nối máy tính thôi. Con này không cổng quang anh em nhé, không cổng quang đâu. Công suất con này thì là 50W điện nguyên bản 100V, cọc loa toàn bộ cọc loa bắp chuối, đánh loa từ 6 đến 16 ohm. Đấy, kẹp anten FM để phục vụ em nghe đài. Kết nối thiết bị vào ra qua cổng AUX đầy đủ trên con này anh em nhé. Và con này riêng cục âm ly mình xin phép để cho anh em với giá là 2,5 triệu anh em nhé. Nó là một trong những số những cái mã xuất form châu Âu nên cho chất âm nó ngon hơn những cái mã khác của thằng Denon trên hiện tại anh em nhé. Anh em nào chơi máy tính ấy, chơi nhạc trực tiếp từ máy tính thì đây là một lựa chọn rất là ok cho anh em nhé. 2,5 triệu, ok. Denon MX11. Và con quên mất chưa nói thêm con này. Con này có cổng pop thu in ở mặt trước anh em nhé. Nó sẽ nhận những cái điện thoại nhà các em kết nối vào. Nó nhận như một cái gọi là cái nó có một cái mạch rất nhỏ là mạch pre anh em nhé. Để kích lên để cho chất âm nó chi tiết hơn anh em nhé. Hơn là anh em cắm cổng AUX phía sau đấy. Anh em nào mà thích thì chơi mà nó nhạt nó căng hơn thì có thể cắm cổng pop in phía trước anh em nhé. Rồi. Hôm trước đây là cái cọc số 02 anh em nhé. 02 thì là có hai con giải mã của thằng Denon bên dưới và một con cục dàn Onkyo 7GX để phục vụ anh em làm âm ly bên trên, giá cực kỳ thanh lý. Hôm trước có anh em nào bảo là xem video của mình xong bảo ông này ông nói ít thôi. Thì mình nói thật, nói cái câu không biết anh em là anh đã nhiều tuổi chưa, anh có suy nghĩ không, đúng không? Anh có suy nghĩ không mới nói câu đấy. Thì mình cũng lên mình có nói cũng hơi động chạm một tí trên anh em nào có thể đọc cái comment ngay ở cái video trước của mình ấy. Mình nói cũng hơi nặng lời với anh ấy, nhưng mà mình nghĩ là nặng lời là xứng đáng thôi.
Tại vì là trên kênh của mình đăng lên thì mình muốn nói gì thì là mình nói thôi, đúng không? Chứ còn không phải là anh em mình phải khen người này khen người kia để mình nói hết. Mình nói trên phương diện là mình nói nhiều để giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu đến anh em chứ không phải là em à. Ờ. Không uống nước. Ngồi chưa? Đẹp trai về luôn à? Ừ, thế để cho anh ở đây thôi nhá. Ok. Hôm nay trông đẹp trai đấy. Mai lên ông anh tí nhá. Chứ không phải là tự nhiên mà lại nói nhiều đúng không? Anh em vào ví dụ như vào kênh của mình đã vào nhà mình rồi. Vào nhà mình rồi thì mình nói nhiều để cho anh em nghe thôi chứ mình chả nhẽ mình là ngồi im đúng không? Anh em nào mà muốn xem video mà không nói gì thì tốt nhất là anh em như mình nói bạn kia là anh em chuyển ra xem kịch câm đúng không? Xem kịch câm thôi chứ còn xem kênh của mình thì anh em hết sức thông cảm, mình nói tương đối nhiều anh em nhé. Nói cố gắng làm sao để cho anh em truyền thụ truyền tải không phải gọi truyền mà truyền tải đến anh em những cái kiến thức cơ bản nhất về một cái cục giàn mà mình đang muốn bán cho anh em, đúng không? Thì đấy là cái mong muốn của mình, làm sao mà mình nói được cái thông tin nó đến nhiều nhất với anh em để anh em có thể biết được cái cục giàn nó có phù hợp với mình hay không. Chứ còn anh lại vào kênh của em anh lại bảo nói ít thôi thì em nói thật, chứ nếu mà anh vào trực tiếp nhà em anh bảo thế thì chắc chắn anh ăn chửi, em khẳng định luôn, mà chửi trực tiếp luôn. Em là một người không ngại gọi là tiếp xúc, mà khi mà một người không tôn trọng mình rồi thì không việc gì mình phải tôn trọng lại cả, đúng không? Đúng không anh em? Còn những người tôn trọng mình thì em sẽ tôn trọng thôi, còn những người không tôn trọng mình thì không việc gì mình phải tôn trọng cả, đúng không? Ngoại trừ bố mẹ mình thôi, bố mẹ mình thì bắt buộc rồi, còn người ngoài thì em nói thật là không tôn trọng em thì em cũng sẽ không tôn trọng lại ngay, chứ còn không có gì quan trọng hết, đúng không? Xã hội có thể anh em chỉ gặp nhau một vài lần thôi, đã gặp nhau một vài lần đã là cái duyên rồi, mà không muốn bắt lấy cái duyên đấy thì thôi tạm biệt nhau, chuyện bình thường, không bao giờ có lần thứ hai anh em nhé. Tôi đấy là câu chuyện chia sẻ thôi, mà mình sẽ tiếp tục giới thiệu cái mã cái cọc số 02 đến với anh em. Thế cục đầu tiên là cục bên trên là cục Onkyo 7GX anh em nhé, một trong số những cục giàn đánh rất là căng của thằng Onkyo. Nó thì giống y hệt thằng Onkyo X7, chỉ mỗi cái là không có giải mã thôi. Nhưng con này chức năng như sau: MD đọc tốt anh em nhé, nhưng mà CD thì gần như là con CD con này bị kén đĩa, thì mình coi như là mình sẽ thanh lý rẻ cho anh em, mà thanh lý rất rẻ luôn anh em nhé, rất rẻ luôn, để anh em kết nối điện thoại máy tính TV để nghe khoảng AUX, hoặc là anh em nghe đài FM AM thì con này đủ 108 luôn anh em, nghe full đài Việt Nam anh em nhé, nghe full đài Việt Nam. Và dòng này đánh 4 con sò than anh em nhé, đánh 4 con sò than nên sẽ cho chất âm rất là căng anh em hiểu không, đánh được cả loa bass 25 cm, rất là căng luôn. Và đây là phía sau. Công suất cục giàn sẽ là 48W điện nguyên bản 100V, và tất nhiên cục giàn sẽ là made in Japan anh em nhé. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Anh em lưu ý một chút là giải loa cực kỳ rộng luôn, gần như đánh được tất cả các loa trên thị trường. Nhiều anh em cứ hỏi là đánh được loa châu Âu có căng không, thì mình nói thật là cục này chỉ đánh loa châu Á thôi. Còn đánh loa châu Âu mà để căng thì những cái cục giàn mini không đánh được đâu anh em nhé. Giàn mini nó đến ở một mức nào đấy thôi. Còn đánh căng được loa châu Á ở mức loa bass 25 cm của thằng châu Á đánh căng được anh em nhé. Số điện ao có, optical ao có, kèm anten FM phục vụ anh em nghe đài, các cái đường line nào đầy đủ anh em nhé, không thiếu cổng nào. Hiện tại cục này thì mình thanh lý cho anh em giá bao tiền? Cục này mình thanh lý cho anh em giá chỉ có 499.000 anh em nhé, mà duy nhất trên video thôi, và chỉ có một cục duy nhất anh em nhé. Anh em nào gọi sớm thì sẽ chốt được sớm, tại vì mình cũng biết tâm lý anh em, nhiều anh em thích mua rẻ và nhiều anh em dặn mình là có con nào thì sẽ gọi điện cho anh em. Nhưng mình nói thật là khi một đăng một con sản phẩm rẻ là đã là mang tính chất là để cho anh em nào may mắn có duyên với mình tiếp xúc được gọi được đầu tiên, chứ không phải là cứ anh em đặt thì mình gọi đâu. Tại vì mình bán những con này hầu như là bán để trên video để cho bán lỗ luôn anh em nhé, bán lỗ so với giá mình nhập luôn, để làm sao có những anh em may mắn sẽ có được những con ngon mổ rẻ ưng ý với cái nhu cầu sử dụng của anh em. Mà chắc chắn là những cái con mà chạy hoàn hảo mọi chức năng thì không bao giờ mình bán xả giá này anh em nhé. Mà những cái con mà nó ví dụ như con này thì CD nó kén đĩa, hoặc CD nó không đọc đĩa, hoặc có một vài lý do như MD không đọc đĩa, thì mình sẽ bán thanh lý cho anh em giá ok đúng không, phục vụ cho anh em để anh em chơi thôi. Tại vì coi như mình chấp nhận lỗ một chút để có một anh em nào đấy được một cái sản phẩm ok để sử dụng thôi. Hiện tại Onkyo 7GX 499.000 anh em nhá, 499.000 giá rất tốt. Tiếp đến bên dưới thì là con Denon, còn một cái thớt giàn MD của thằng Denon M10 anh em nhé. Con này thì sử dụng làm giải mã cho chất âm rất là chi tiết và hay anh em ạ. Dòng này thì chưa một anh em nào chê cả, ra chất âm cực kỳ ngon. Và con này giải mã 24 bit anh em nhé, nhưng mà giải mã 24 bit cần mồi. Anh em lưu một chút là dòng này là cần mồi anh em nhé. Cần mồi và MD đọc ghi cực kỳ ngon. Anh em để nhìn đây, cái đĩa MD mình sẽ đút vào cho anh em xem. Đọc ghi cực kỳ ngon. Đấy.
nó có hai đường optical in vào và một đường analog vào để phục vụ anh em ghi đĩa anh em nhé. Cái đấy phục vụ chức năng anh em ghi rồi đúng không? Anh em nào mà quan tâm đến vấn đề ghi đĩa thì có thể sử dụng đây. Và khi anh em mình giờ cần giải mã thì chỉ cần ấn một nút rec phát là nó sẽ giải mã cho anh em thôi anh em nhé, chứ không phải thao tác gì nhiều đâu, đút đĩa vào và ấn rec thôi là nó sẽ giải mã. Thì anh em lưu ý một chút là với những anh em, nhiều anh em chơi đánh giá thì cái con này giải mã những cái dòng giải mã cần mồi thì sẽ giải mã cho chất âm nó hay hơn của những cái dòng không cần mồi. Đấy là cái giải mã cá nhân của anh em đánh giá, có thể anh em về bộ dàn anh em cao cấp thì đánh giá nó cao cấp hơn. Chứ còn bộ dàn cỏ của mình thì cho bọn này với bọn không mồi ra thì nó tương tự như nhau anh em nhé. Và anh em nào mà chơi những cái dàn nó đặc biệt hơn thì mình nghĩ khả năng con này nó sẽ hơn. Tại vì những cái bộ nó cao cấp hơn thì nó mới cho ra chất âm mình cảm nhận được nó khác anh em nhé. Công suất con này thì 14W và điện nguyên bản 100V, hỗ trợ thêm một cổng cắm nguồn phía sau mắc công suất 100W anh em nhé. Hai đường optical in đây và một đường optical out. Hai đường, một đường analog in và một đường analog out để phục vụ anh em xuất tín hiệu ra âm đi ở nhà. Và hiện tại cục này thì giá bao nhiêu? Cục này hiện tại thì lúc trước nó rơi vào khoảng tầm 1,5 triệu, thì bây giờ mình xin phép để cho anh em là 1,4 triệu anh em nhé. 1,4 triệu cho cục này. Đấy. Đây là cục M10 anh em nhé. Tiếp đến bên dưới thì là cái cục Deno, cũng là cao cấp không kém anh em, đỉnh đều nhìn thấy một form mặt nhôm rất là đẹp, hai con này gần như nhau anh em đúng không? Thì con này là con Deno M7 anh em nhá. Con Deno M7 đi kèm với cặp loa M7 mà có loa đồng trục như ta nói đấy, thì đây chính là cái cục này. MD đọc cực kỳ ngon, đọc ghi tốt anh em nhá. Đọc ghi rất là ok và cũng giống như hệt con bên trên, hai đường digital in và một đường digital out và giải mã tất nhiên là cần mồi anh em nhá. Tất nhiên cần mồi các phím điều hướng chức năng ở đây, đọc ghi đều tốt. Cục khá là đẹp anh em nhá. Một vài vết xấu thì cũng rất là nhỏ thôi, không xứng đáng, không đáng lo. Công suất thì cũng giống như hệt con bên trên, 14W điện nguyên bản 100V. Hỗ trợ thêm cổng cắm nguồn đây. Đấy, hai đường optical in, một đường optical out, đỏ chẹt chẹt đây. Line in line out để anh em xuất tín hiệu ra ngoài. Anh em nhá. Xuất tín hiệu ra ngoài để phục vụ anh em. Xuất tín hiệu ra âm ly ở nhà để giải mã đấy. Và hiện tại con này mình cũng để cho anh em là 1,4 triệu anh em nhé, hai con bằng tiền nhau. 1,4 triệu anh em lấy con này đấy, chất lượng như nhau. Tương tự nha, không khác gì đâu. Rồi, tiếp đến ở đây sẽ là cái mã dàn số 03, một trong số những cái mã mà gọi là mang thân hình Sharp nhưng mà nội thất thì lại là của thằng Deno anh em nhá. Anh em lưu ý một chút, thằng Sharp thì nó chỉ có cái tên Sharp thôi, nội thất 100% thuê Deno làm. Thế là con này rất là ngon anh em nhá. Con này các chức năng như sau. Con này CD thì kén đĩa rồi anh em nhá, CD đây. Mở ra như gọi là siêu xe nhưng mà mắt CD thì kén đĩa rồi, coi như bỏ. MD đọc tốt anh em nhá. MD đọc ngon, đọc ghi đều tốt. FM đủ 108, đây anh em thì nhìn thấy 107,9 này, đúng không? FM đủ 108, kết nối thiết bị bên ngoài qua cổng AUX. Và chất âm con này thì cục dàn khá là căng, đánh được cả loa bass khoảng tầm 25cm trở về, đánh rất là căng luôn. Và con này thuần Deno anh em nhá. Thuần Deno, nó có giải mã 1 bit đây này. Đấy. Thuần Deno luôn, nội thất bên trong 100% linh kiện của Deno tuyệt đối luôn anh em nhá. Kể cả loa cũng là của thằng bên trong củ cũng Deno luôn. Cấu hình loa bao gồm một con loa bass đường kính 12cm anh em nhá. Gân là gân lụa này. Gân này là gân vải luôn anh em nhá. Đấy. Màng loa là màng carbon đúng kim loại, bên trên là con chép đông cao cấp, cũng là của thằng Deno chứ không phải của thằng Sharp, xin lỗi nha. Kể cả bên trong nó ghi là Sharp thì so với củ Deno nó giống tương tự anh em nhá. Giống tương tự. Bên này cũng vậy, và thủ thơi mặt trước, và con này chất âm khá là ngon, tại vì nội thất Deno chất âm rất là ngon. Đây, anh em nhìn này. Loa chép sẽ là 2cm này và cái loa bass sẽ là một đường kính 12cm anh em nhá. Trở kháng là 4 ohm và công suất là 40W. Đấy. Một cặp loa trở kháng 4 ohm để nghe nhạc cực kỳ hay, tổng quan bộ dàn phía sau anh em nhá. Công suất cục dàn sẽ là 48W, điện nguyên bản 100V anh em nhá. Các cái giải đây, giải FM AM nó ghi rõ đằng sau luôn cho anh em. Kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng anh em nhá. Đây, à giải loa thấp nhất là 4 ohm chứ, con này chơi được loa 4 ohm luôn anh em nhá. Đấy, còn cao nhất thì tùy anh em, cao muốn chơi bao nhiêu thì chơi. Kẹp anten FM phụ nghe đài, kẹp hết này, bằng kẹp hết là kẹp rất là tiện anh em nhá. Tản nhiệt đây, thì sao? Và hiện tại con này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu? Mã số 03, hiện tại mình để cho anh em giá là chỉ có 1,200,000 thôi anh em nhá. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe chất âm con này này. Ôi dồi, không mở được à? Không mở được nhà. Đây, chọn cổng đấy anh em nhá. Chọn cổng con này thì chọn ở đâu? Đây, tuner này, AUX này anh em nhá, để AUX. Quên mất chưa bảo với anh em nhá. Mình ôm anh, ông mới làm cái phòng trà Duy Anh anh em nhá. Phòng trà Duy Anh, kênh nghe nhạc của anh em có thể vào nghe những cái nhạc không lời buổi sáng để phục vụ gọi là nhu cầu thư giãn. Thì anh em có thể vào đây, toàn nhạc đánh rất là chuẩn anh em nhá. Anh em có thể chơi những cái bản nhạc ở đây rất là hay luôn.
đấy, và xem ủng hộ để ủng hộ kênh của ông anh mình nó phát triển nhá. Ok cho anh em, mã số 03 với cái giá chỉ có 1.200.000 thôi anh em nhá. Và tiếp đây sẽ là mã dàn số 04, anh em nhìn thấy đây là một bộ dàn khá cao cấp đến từ thương hiệu Onkyo, mà một bộ hôm trước vừa lên sóng phát bay luôn anh em nhá. Lên sóng phát bay luôn. Con này chính là con Onkyo NFR7, một trong số những cái mã dàn hiếm hoi của thằng Onkyo mà chơi được ấy anh em nhá, chơi được Bluetooth anh em nhìn đây. Chơi vào Bluetooth và chơi rất là ngon luôn anh em nhá. Chơi vào Bluetooth và chơi ngon luôn. Đọc đĩa CD cũng rất là ngon, phải có cả chơi thẻ nhớ SD này, đúng không? Bên dưới thì là chơi USB anh em nhé, có thể đọc được USB này. Các chức năng con này thì hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, và mình đánh giá là một trong số những con đời cao, chơi rất là hay anh em nhé, chơi rất là hay. Riêng cục dàn thì có thể đánh được loa bát 30cm rất là căng luôn, đánh 4 sổ than và tản nhiệt lưới bên trên này anh em nhìn thấy không? Con để này về anh em đừng đậy gì vào nhá, về đừng đậy sách vào đây, đừng đậy sách vào nó không tản được nhiệt thì nó máy rất nóng. Hỗ trợ thêm cổng line in phía trước này. Đấy, và con này có giải mã 24 bit nên là nó cho chất âm, nếu anh em kết nối Smart TV cũng rất là đẳng cấp luôn. Con này gần như là phục vụ nhu cầu của anh em cho một cái bộ dàn cho gia đình là đầy đủ anh em nhé, là đầy đủ luôn. Có USB này, có thẻ nhớ này, chơi CD này, có Bluetooth này, giải mã này, kết nối thiết bị bên ngoài qua cổng aux, không thiếu bất kỳ chức năng gì rồi, full chức năng anh em nhé. Đây là cấu hình loa. Loa của nó thì anh em mình nhìn thấy, nó sử dụng một con loa bát đường kính là 12cm màng carbon anh em nhé, màng sợi keva. Đấy, sợi keva đúng hơn. Gân thì gân cao su, gân nó là gân lụa tẩm dầu anh em nhé, gân lụa tẩm dầu cực kỳ đẹp luôn, vẫn còn gọi là bóng như mới luôn anh em nhé. Nó là dòng gân xếp siêu mỏng, đến bây giờ loa bốt bây giờ cũng sử dụng cái dòng gân này anh em nhé. Nó cho cái biên độ dao động rất là cao, mà trong khi đấy nhìn mặt loa cảm giác nó rất là to anh em nhé. Đấy, thụt hơi sẽ rãnh mặt trước anh em nhé. Bên trên này thì sẽ là con loa chép, và con chép này sẽ là con chép đôm mũi đạn đến từ thương hiệu Onkyo. Đến bây giờ những cái con đời cao nhất bây giờ cũng đang sử dụng dòng đôm mũi đạn này anh em nhé, cho một chất âm cực kỳ ngon, củ thì siêu to khổng lồ, hai con củ siêu to luôn. Phía sau đây anh em nhìn tổng thể bộ dàn, nói chung bộ này khá là đẹp. Loa thì công suất sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm, về một cặp sẽ là 140W, phù hợp anh em chơi được diện tích khoảng tầm một phòng khoảng tầm 35m2 trở về cũng chơi tốt. Và với những cặp loa trở kháng 4 ohm thì anh em đã biết rồi đúng không? Trở kháng 4 ohm thì nó sẽ cho một cái biên độ dao động màng loa rất là cao anh em nhá. Thành ra là nghe nó biên độ tầm phủ âm, độ bao phủ âm nó rất là rộng. Đấy. Cục dàn công suất 55W, điện nguyên bản 100V anh em nhá. Đấy, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa cực kỳ rộng luôn, và cái lưới tản nhiệt cả phía sau luôn anh em nhìn này. Các cái đường kết nối line in out đầy đủ này, optical in và out. Con này có hai optical in nha anh em nhé, có hai optical in để phục vụ anh em giải mã 24 bit này, đấy, hai đường in luôn, kẹp anten FM này, xúc điện out này, có cả cổng PC interface để phục vụ anh em kết nối máy tính sẽ nhận để sao cạc, tương đương sao cạc rời khoảng tầm 5 củ anh em nhé, và nghe cực kỳ ngon luôn, đấy. Và hiện tại cả combo này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu anh em? Hiện tại cả combo mình đang để cho anh em với giá cực kỳ tốt là chỉ có 6.800.000 cho bộ này thôi anh em nhé. Một trong số những bộ đời cao chạy cực kỳ ngon mà chơi Bluetooth của thằng Onkyo. Đây, em nhặt của nguyên si luôn. Đây, đây là anten Bluetooth anh em nhé, Bluetooth Antenna Insider này. Đấy, 6.800.000 anh em nhé, cho cái mã số 04. Anh em nào mà thích chơi Bluetooth, đây lựa chọn rất là ok cho anh em. Đời cao, chơi ngon, nghe hay. Đấy, múa đẹp, đúng không? Đủ combo luôn. Tiếp đến cái mã dàn số 05, quên mất, xin anh lỗi anh em nhé, mã 04 chưa bật cho anh em nghe thử. Bây giờ mình sẽ bật luôn cho anh em nghe này, anh em biết chất âm này như nào, chất âm càng đẹp đẹp. Bạn đánh như sấm luôn anh em nhé.
tim bạn thân tình. Mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quanh còn ai người tình, người cũng buông lời đời ta. Nghèo tôi gì đâu mà anh nỡ nói câu từ ly. Cô đơn xa người vì tay trắng trong kịp nghèo. Nghèo mà lương tâm không dối gian như người ta. Ok chưa anh em? Mã số 04 với cái giá là 6.800.000 anh em nhá. Tiếp đến đây thì là mã số 05, một trong số những con dàn mà anh em có thể nhìn thấy nó gần như nhau đúng không? Nó giống nhau đến gọi là 96,69%. Thì đây là một trong số những cái mã đời cao của thằng Onkyo, nó chính là Onkyo N7EX anh em nhá. Một trong số những con dàn cũng thuộc phân khúc VIP của thằng Onkyo rồi. Và các chức năng con này mình xin giới thiệu sơ bộ như sau. Thì đầu tiên là chơi MD cực kỳ ngon anh em nhá. MD đọc ghi tốt này. CD con này thì chạy Massalio cực kỳ lành anh em nhé. Con bên này cũng chạy Massalio anh em nhé, đọc được cả MV3WMA. Con bên này cũng vậy, chạy được cả MV3WMA. Nói chung con bên này chỉ thua con bên kia mỗi cái là chơi thẻ nhớ với cả Bluetooth thôi, còn lại giống như hệt. Băng tần WiDAS độc quyền anh em nhé, công nghệ D-Link được tích hợp trên con này rồi đúng không? Chơi USB, em lưu một chút là cóp nhạc USB vào đây chơi cực kỳ tiện luôn anh em nhé. Chơi đủ các thể loại nhạc và con này có giải mã 24 bit siêu hay luôn. Giải mã 24 bit con này thì mình đánh giá nó sử dụng chip PCM cho chất âm rất là chi tiết anh em nhé, rất là chi tiết và hay. Và với một cái vấn đề nữa là giá của nó thì cực kỳ ổn áp anh em nhé. Cấu hình loa thì bao gồm một con loa bát đường kính 12 cm, gân là sợi keva anh em nhé, sợi keva đấy, lòng chảo không có đúng luôn đấy. Gân thì là gân lụa tẩm dầu anh em, để nhìn thấy cái chất gân của nó này rất là xịn luôn anh em ạ, chất gân là xịn. Bát loa thì màng loa là sợi keva. Bên trên là con chép đôm mũi đạn đến từ thương hiệu Onkyo. Và con này thì nó tất cả các viền toàn bộ nó in màu sơn màu đen hết anh em nhé, sơn đen tất. Và thụt hơi xẻ rãnh mặt trước cho chất âm bát khá là ngon. Phía sau đây anh em nhìn tem nhặt và thứ trang trí cho con này vẫn còn. Cục dàn thì đẹp xuất sắc luôn. Phía sau công suất của cục dàn sẽ là 60W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Đấy, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, kẹp anten FM, súp điện out có, optical in có này, giải mã 24 bit đây. Kết nối thiết bị bên ngoài có cổng aux đầy đủ anh em nhé. Cấu hình loa thì vẫn là loa công suất 70W và trở kháng 4 ohm. Anh em đã biết là như mình vừa nói ở bên kia rồi đúng không? Những cặp loa trở kháng 4 ohm thì nó cho cái biên độ dao động của màng loa rất là cao, chất âm cực kỳ hay, độ bao trùm rộng. Và con này thì nghe tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 35m² trở về anh em nhé. Nghe rất là hay luôn đấy. Đấy. Và hiện tại cái mã dàn này thì mình đang để cho anh em với giá bao nhiêu? Mã dàn này là Onkyo N7EX anh em nhé. Mình đang để cho anh em với giá là 4.200.000. Ok chưa anh em? 4.200. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe chất âm của này nhá. Đây. Con này đẹp luôn. Chết rồi. Con này chưa kẹp dây loa rồi. Chưa kẹp dây loa anh em ạ. Nói chung là chất âm nó giống ở bên này anh em nhé, gần tương tự ở bên này. Thôi bây giờ đến cũng video nó cũng dài rồi, mình cũng không dừng lại để mình kẹp dây loa cho anh em nữa. Đây. Đấy, chưa kẹp dây loa. Và hiện tại mã 05 là 4.200.000 anh em nhá. Tiếp đến mã 04 là 6.800. Mã 03 thì giá cực kỳ thanh lý, chỉ có 1.200.000 thôi. Với cái tên sáp nhưng mà nội thất Denon thì với 1.200.000 nó mua được một con mà chất âm Denon thì gọi là chuẩn anh em nhá. Mấy cái đồ linh tinh này mình xin phép không báo giá lại nữa. Và anh em nào quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại ngay ở góc trái màn hình đây. 0976663776 hoặc số điện thoại bạn Luân là 0965673502. Ok. Và video mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Xin chào anh em.